Cả năm qua tôi đã làm gì? Hello mọi người, thì hiện tại mình đang đợi vị khách đặc biệt tới. Em. Hả? Em nè. Không phải em. Đâu nhỉ? Yes sir. Không nhận ra mình luôn, đi thẳng luôn này, đây này. Hello, hello, hello. Hello bà bầu. Bên này là bạn tóc hồng. Hello. Một ngày đưa bạn từ Nhật qua New York luôn. Ê nhưng mà tính ra đi bộ, là con này đi bộ từ Nhật qua New York mà. Các bạn, thế là bạn thì lại ngã vào cái hàng này. Doshimasu ka? Sono mama suwattete ka? Ano pose yaru ka? Ờ bảo là pose cũng được nhưng mà giữ nguyên như thế nhá. À. Đây là hình ảnh con người đang tận hưởng. Hình ảnh những người đang chờ đợi. Đẹp phết bạn ơi, đẹp phết. Ok. Bắt đầu đây nhá. Chưa công tắc. Ok. Được không? Đẹp không? Đẹp hơn đúng không? Cái bên dưới này này. Đấy, nó không cần sáng đâu này. Ok, vẫn đẹp mà. Ui, trời, mẹ một đống dây nhìn sợ luôn. Đây là những bước cuối cùng của việc lắp cây. Thì sau khi mà có cái tay này ấy, thì mình giải phóng được rất là nhiều cái diện tích bàn luôn. Nhìn như là thân thể của thiếu nữ 18 vậy. Toàn cong, không có thẳng đâu. Nên là mọi thứ đã rất là đẹp luôn anh em ạ. Nhìn cái cây này. Đấy, thấy rồi. Hello tất cả mọi người, đây thành quả của chúng mình đây. Đó, các bạn thấy không? Chung là nhà mình cách cái combini gần nhất cũng phải gần 10 phút đi ô tô nên là kiếm cái gì ăn mà các bạn. Không có vợ khổ thế đấy. Có vợ thì cũng khổ thế đấy. Bây giờ mình chuyển về quê rồi các bạn ạ. Nên là đi đâu cũng phải có xe ô tô để đi lại lại. Nói chung là đi ăn uống các thứ thì khá là xa ấy các bạn. Ở vùng quê ở Nhật thì nó cũng sướng các bạn ạ. Sướng một cái đó là nó yên tĩnh, không xô bồ như ở trên Tokyo đâu các bạn ơi. Nó bị một cái là nếu mà các bạn không có ô tô, không có phương tiện đi lại thì đúng là ỉa quần các bạn ạ. Để thi được một cái bằng lái ở Nhật ấy thì nó không dễ dàng một chút nào, thậm chí là cái tiền đi học nó rất là đắt. Người Nhật nhá, có những người mình nói với các bạn thi gần 20 lần rồi chưa đỗ được cái bằng ô tô. Người Việt Nam mình cũng thế, có những người thi 10, 20 lần không đỗ được cái bằng ô tô nha các bạn. Nhưng mà mình là may mắn. Mà cũng có một chút gì đó thực lực bởi vì đầu mình nhiều tóc như này các bạn. Ngoan vặt lắm các bạn. Đi lượn đường về luôn. Đấy qua giờ hai xe công an rồi. Về rồi. Thì mấy anh công an lại hỏi thăm chết giờ. Xe chưa bổ hiểm. Xung quanh nhà mình đấy, đâu không mông quạnh các bạn. Đó, vậy đó. Hello, chào các bạn. Thì mình đã về nhà rồi đây. Và bây giờ mình sẽ room tour cho các bạn luôn. Nhà của mình khá là rộng, gần 60m2. 60m2 ở Nhật cũng đã rộng lắm rồi. Đây cái khu vừa nãy, khu cửa ra. Thì ở đây là có hai cái tủ để giày các bạn ạ. Đó, tủ để giày. Và trên này thì cũng là một ngăn tủ. Đấy, cũng là để giày luôn. Mình hay để chìa khóa hay cả mấy cái đồ linh tinh ở trong này. Vào đến nhà một cái thì bên này là nhà vệ sinh, bên này là phòng tắm, đây là phòng ngủ của mình và đây là phòng khách kèm bếp trong này, và kia là phòng mình ngồi chơi haha. Đây là cái phòng nói chung là phòng làm việc của mình các bạn ạ. Đấy, hiện tại thì cái này mình vẫn chưa biết để đâu, đây là tiện tờ mình vẫn cứ để tạm đây đã. Cái này là hôm nọ mình đang kẻ lai cho con Gunda thì mình làm đổ ra đây. Cái này thì nhìn thẳng ra ngoài. Đấy. Đây là cái kệ trưng bày Gundam của mình các bạn ạ. Mấy con này thì các bạn xem ở cái video cũ ấy, thì các bạn cũng biết là con nào rồi. Đó. Đây. Đây là đống giày của mình. Giày đây. Đấy. Trên cái tủ giày của mình thì có một cái kệ mấy con Gundam. Cái kệ này thì bạn nào ở nhà theo dõi mình từ cái hồi ở nhà cũ thì biết cái kệ này mình tháo ra và mình chỉ để như thế này thôi. Biết vậy, ở khu vực này là có một cái tủ các bạn ạ. Nhà ở Nhật thì nó hay có cái tủ âm tường kiểu này. Đấy, mở ra thì bên trong là Gundam thôi. Đấy, không có gì cả. Hai chú bé mega size này thì mình vẫn chưa biết để đâu nên là hiện tại mình vẫn cứ vứt đấy đã. Đó. Trên này là đống hộp đồ của vợ mình. Vợ mình. Phòng làm việc đi ra thì đây là cái khu vực phòng khách kèm với cả bếp. Đó. Thì mình chưa có cái đồ gì cả, sắp tới có con mình thì mình có mấy cái đồ cho con mình thôi. Đấy, Vespa, Vespủng các thứ này này. Đấy. Mấy cái chăn này là do có thằng em mình nó qua chơi thì mình cho nó ngủ ở đấy. Đấy, cái bếp mình đấy. Nó thế này thôi các bạn ơi.
Đó. À sorry nhá, cái này các bạn đừng để ý, tí nữa mình rửa. Đó. Nói chung là từ khu vực này đi ra ấy thì sẽ đi ra đến cửa. Đây là cái chỗ vừa đấy. Đó. Còn cái cửa bên này là cái cửa thông vào bếp. Đó. Khá là mở các bạn ạ. Phòng khá là đẹp luôn đấy. Đó. Đi vào trong khu vực này là khu vực phòng tắm của mình. Đấy, nói chung là đây. Nhà tắm đây. Dầu gội đầu các thứ đây. Đấy. Đây là nhà vệ sinh. Nói chung là nó không có vòi xịt đâu nhưng mà có cái bệ xịt. Đấy, ngon. Đi sang trái một tí là phòng ngủ của mình các bạn ạ. Đấy. Nói chung là mấy cái này mình các bạn kệ đi. Mình vừa mới đi học bằng lái ô tô về mình chưa có sắp xếp được các bạn ạ. Đấy. Ok. Ở đây thì cũng có một cái tủ. Bên trong thì có quần áo của mình hoặc đồ của vợ mình chưa bỏ ra được. Thì một mình làm sao mà làm kịp được. Hiện là cái tủ phấn của vợ mình. Đấy. Ở trong này có một cái phòng nữa, đó là cái phòng này được gọi là cái phòng để đồ. Nhà thiết kế khá là hay. Đó, phòng để đồ. À quên, là nhà ở Nhật và nhà Việt Nam thì cũng có khá là nhiều những cái điểm khác nhau. Và khác biệt lớn nhất ấy thì đó là nhà ở Nhật thì nó sẽ có hòm thư và hòm gửi đồ. Đây ví dụ đây là cái hòm thư nhà mình đi chẳng hạn. Đấy. Mở ra, đó là có hòm thư bên trong. Với cả không phải nhà nào cũng có, đây là cái hòm gửi đồ các bạn ạ. Nhà mình có một cái hòm gửi đồ. Đây. Đó, người ta sẽ để đồ ở đây và bưu điện thì người ta sẽ đến lấy. Nhà này nói chung là cũng xịn phết. Với cả ấy, ở Nhật thì không được vứt rác bừa bãi đâu các bạn ạ. Nói chung là vứt rác theo ngày và vứt rác theo cả tuần luôn. Thế nên là cái khu nhà mình nó cũng sẽ có một cái khu vứt rác riêng. Đây. Là video vãi. Đó, tôi hỏi này, tí mình vừa đi không mà mình vừa cầm nhà liệu có gì tay tay không? Mất con giữa. Mất con giữa rồi. Không sao, mình có tay này nữa. Trời ơi, nó bay nó kinh lắm á. Cái vợ mở bên Nhật nó có an toàn không anh? Có. Có nghĩa là người ta không có thích gì mình nữa không? Không, người ta còn không động vào đồ của nhau cơ. Oh, hay vậy ta, em có coi cái clip của anh đó. Đỡ và là cái người vô gia cư của bên Nhật Bản. Có nghĩa là em nghe là họ có một cái mindset rất là hay. Anh đỡ là cái ông đó, ông nói là cái cuộc sống của ông á là ổng không thể tránh khỏi việc ổng homeless, ổng vô gia cư. Nhưng mà khi mà ổng chọn ổng ngửa tay là ổng xin đó là cái cuộc đời của ổng trở thành người vô gia cư luôn. Thực ra cái đấy làm cho vui bốc phét đấy. Trời ơi, nó đông gì đâu á. Bánh nhau rồi. Ôi, một lúc nữa tự nhiên thì mất. Tự nhiên đang quay video thì mất luôn bàn tay. Đó. Các bạn ơi, rồi người miền Nam không biết đường luôn các bạn ơi. Đường này đường một chiều hết cậu ơi. Sao mấy con ô tô ở đây đi nó không thanh này vậy? Con xe tải nó lao nhanh vãi cả đái luôn các bạn. Actitud te porta mal.